Ở tập trước, sau khi người quản lý của công ty vũ trụ giả lập tại Hắc Long Sơn thì gặp ba người anh em La Phong, yêu cầu ba người gia nhập để được bồi dưỡng. Sang tới nội dung của Thôn Phệ Tinh Không tập 109, sau khi biết được cấp bậc huyết thống của người địa cầu chỉ xếp hạng thứ 9, cần có huyết thanh tấn thăng huyết thống mới có thể đột phá. Vì lẽ đó, ba người La Phong đã quyết định sẽ gia nhập vào công ty vũ trụ giả lập để được bồi dưỡng và sử dụng huyết thanh. Thế nhưng La Phong chỉ muốn là thành viên ngoại bộ khác với nội bộ ở chỗ, nếu như là thành viên nội bộ sẽ được sử dụng miễn phí huyết thanh, còn ngoại bộ sẽ phải bỏ tiền ra để mua. Huyết thống tiến hóa, lưu lượng rất ít ở bên ngoài, có ảnh hưởng rất lớn mới có thể mua được, giá cũng vô cùng đắt. Đồng thời công ty vũ trụ giả định cũng nghiêm lệnh cấm buôn bán tiến hóa, nếu như bị phát hiện có hành vi buôn bán sẽ chỉ có con đường chết. Chúng ta đến với Hòa Hạ Quốc Dương Châu Thành, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác màu lam thẫm cấp C9 lơ lửng ở trên bầu trời pháo đài. Đây chính là một phi thuyền do La Phong vừa mới mua, bỏ ra 110 ức đồng Hắc Long. Đối với bọn người La Phong bây giờ thì đích xác cũng không phải là nhiều nhận gì. Dù sao thì La Phong cũng đã từng bỏ ra mấy chục lần giá mua chiếc phi thuyền này cho hệ thống phòng ngự của tinh cầu. Phi thuyền vũ trụ phi hành trong ám vũ trụ ước 8 giờ, xuyên qua vũ trụ cuối cùng đến Bạch Lam Tinh cách địa cầu 1,18 vạn năm ánh sáng. Đến với Bắc Bạch Lam Tinh, khu vực lạnh, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu lam thẫm cấp C9 đáp xuống giữa pháo đài kho căn cứ, vệ đội pháo đài lập tức tiến ra nghênh đón. Đội La Phong bây giờ là ở Bạch Lam Tinh 3 ngày, công ty vũ trụ giả định cần đại khái 3 ngày mới có thể đưa huyết thống tiến hóa tế tới được. La Phong nhảy ra khỏi cửa khoang, dẫm lên trên lớp tuyết giấy, tạo nên một tiếng cọt kẹt, bên cạnh Hồng và Lôi Thần cũng nhảy xuống đi cạnh La Phong. La Phong mặc chiến y đỏ như máu, đai lưng thắt chặt, đuôi chiến y phất phơ theo gió lạnh. Lôi Thần mặc chiến y màu vàng, Hồng mặc chiến y màu đen. Trong đó chiến y của La Phong và Hồng đều là do Ma Vân Đằng biến ảo mà thành Ma Vân chiến y, chỉ có Lôi Thần là mua một chiến y nguyên lực bậc 2. La Phong, Hồng, Lôi Thần, huyết thống tiến hóa tế của các người ở đây. Nữ tử da trắng, khuôn mặt lạnh giá mở hòm xách tay. Bên trong cái hòm có 3 ống tiêm dài hẹp có chất lỏng ánh lên hào quang. Sau đó cô ta khép hòm xách tay lại, đưa cho ba người La Phong. La Phong đưa tay nhận lấy. Ba nam nữ quay đầu, bay vào phi thuyền vũ trụ. Chỉ vài giây phi thuyền cất cánh, bay vút lên trên trời, phá tầng khí quyển ly khai Bạch Lam Tinh. Huyết thống tiến hóa tế. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều nhìn chiếc hòm xách tay. Ba người La Phong đều tự lấy một phần huyết thống tiến hóa, tiến vào tù luyện thất của từng người. La Phong nhìn chất lỏng trong ống tiêm dài hẹp trong tay, chất lỏng đó đẹp không gì sánh được, vẻ mỹ lệ làm cho người ta phải rung động và tâm cam. Bắt đầu thôi, trực tiếp dở đầu ống tiêm ra, sau đó đâm vào dưới da, từ từ đấy. Chất lỏng ở trong ống tiêm bắt đầu dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể của La Phong, giống như những tế bào ung thư điên cuồng, bắt đầu điên cuồng thuần phệ từng tế bào trong cơ thể của La Phong. Cơn đau đớn như ngàn đao róc thịt tràn vào trong óc. La Phong nghiến răng cuộn tròn trên mặt đất, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng lập cập, nghiến cả vào lợi chảy máu, máu tươi từ môi rỉ ra. Thấy vậy, ba bà tháp an ủi, La Phong ngươi chịu đựng một chút, món đồ này cải thiện huyết thống, thay đổi những nơi sâu nhất, đích xác vô cùng đau, chịu đựng từ từ sẽ bớt. Còn phải chịu bao lâu? La Phong cảm giác ý thức của mình đang run lên. Rất nhanh, không đến một giờ, La Phong chỉ có thể liều mạng nghiến răng, đau mấy cũng nhịn được. La Phong nghe ở bên hai tu luyện thất bên cạnh có tiếng rên rỉ, hiển nhiên Hồng và Lôi Thần cũng đang cố nén cơn đau đớn ghê gớm này. Xoang mũi La Phong phát ra một tiếng rên hừ hừ đau đớn. Còn bên trong cơ thể, từng tế bào trong cơ thể của La Phong đều trở thành chiến trường, bất luận tế bào cơ bắp, tế bào xương vân vân đều đang chiến đấu. Huyết thống tiến hóa nhân loại theo lý thuyết là một quá trình trường kỳ dần dần biến hóa rất dài, còn huyết thống tiến hóa tế chính là do công ty vũ trụ giả định nghiên cứu xuất tới. Tiến hóa tế có thể gia tốc loại biến hóa căn bản này, mỗi một phần có giá thành rất cao. Ở phía bên trong tu luyện thất, La Phong nằm xoài trên đất thành hình chữ đại, y phục trên người đã ướt đẫm sắt vào người, thấy rõ thân thể vô cùng cường tráng của cậu, cả người của hắn vô cùng mệt mỏi nằm dài ở đó không hề nhúc nhích, toàn thân như là tan ra, La Phong bây giờ đến cả một ngón tay cũng không muốn động đậy, thế nhưng rồi lại có một loại cảm giác thoải mái từ đáy lòng, thật sự vô cùng thoải mái. Quá trình tiến hóa huyết thống đương nhiên đau đớn, sau khi xong, tự nhiên phải vô cùng thoải mái. Loại quá trình này kỳ thật cũng tiêu hao vô số lực lượng sinh mạng của bản thân. Bây giờ cần phải sử dụng mộc nha tinh. Mộc nha tinh ẩn chứa vô số sinh mạng lực, nó chính là bảo vật để xúc tiến tiến hóa sinh mạng. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều đắm chìm trong tu luyện. Một hạt mộc nha tinh ẩn chứa năng lượng rất là kinh người. Bình thường La Phong mỗi ngày chỉ có thể bỏ ra một thời gian ngắn để thu nạp là cơ thể hắn đã hoàn toàn bão hòa. Hôm nay vừa mới trải qua huyết thống tiến hóa, thân thể vô cùng đói nên đã điên cuồng hấp thu năng lượng của mộc nha tinh. La Phong khoanh chân ngồi xuống, tay nắm một hạt mộc nha tinh, năng lượng ẩn chứa vô số sinh mạng lực điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể. Mỗi một tế bào vừa mới phát sinh và biến hóa bản chất đều đói vô cùng, điên cuồng nuốt lấy năng lượng.
chúng đều quá đói, mỗi một lượng năng lượng vừa dung nhập vào trong cơ thể lập tức bị thôn phệ. Loại quá trình hấp thu này liên tục duy trì không ngừng như vậy, đại khái là 25 tiếng, một hạt mộc nha tinh toàn bộ được hấp thu sạch. La Phong lúc này lại lấy ra một viên mộc nha tinh khác. Quá trình hấp thu năng lượng mộc nha tinh cũng chính là quá trình thân thể của La Phong tiến hóa. Khi mà thân thể không ngừng tiến hóa mạnh lên, tinh thần niệm lực của La Phong tự nhiên có thể chịu đựng được nhiều hơn. Vô số niệm lực tinh túy từ bổn mạng nguyên hạch dung nhập thẳng vào giữa thức hải. Niệm lực ở trong thức hải càng ngày càng lớn. Huyết sắc niệm lực tựa như là biển máu ngập sóng, mãnh liệt cuồn trào, sau đó điên cuồng tụ tập lại, hình thành một huyết cầu khổng lồ không ngừng nở ra co lại. Cả thế giới giống như chỉ có một viên huyết cầu. Từ lần cuối cùng co rút, cả thức hải chợt nổ ầm ầm, một viên hành tinh mini phát ra hào quang chói mắt được hình thành, hơn nữa vẫn còn một viên hành tinh mini cũ. Ở trong thức hải, hành tinh mới quay chung quanh hành tinh cũ cũng xoay tròn, hình thành kết cấu hai hành tinh song song, niệm lực càng tinh thuần hơn, được hai viên hành tinh siết chặt, giống như là một màn sương tràn ngập cả thức hải. Đồng thời hư không chi tháp ở trong thức hải cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Cấp hành tinh bậc 2, thân thể của La Phong đã từ cấp hành tinh bậc 7 bước vào cấp hành tinh cấp 8, tinh thần niệm lực bước vào cấp hành tinh cấp 2. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.